clip tiếp theo của mình nhá. Đấy, hiện tại hôm nay mình lại đang chiêm ngưỡng một con máy bơm này các bạn này. Đấy, hai họng các bạn nhá. Máy bơm con lợn các bạn nhá. Đấy, hôm nọ mình đã lắp không phải con lợn, hôm nay mình sẽ lắp máy bơm con lợn. Là phiên bản này là tắm lợn mới tưới cây các bạn nhá. Đấy, có một ông chú Tăng ở đầu xã thôn 2, Vũ Quang, Đoan Hùng, Phú Thọ. Đấy, đã mang đến cho mình một chiếc máy này và chú yêu cầu cho mình lắp để tắm lợn và tưới cây các bạn nhá. Đấy, đây là chiếc máy bơm đây. Con lợn hai họng tử tế các bạn nhá. Chú bảo dùng cũng tầm độ 8-9 năm rồi. Đấy, bây giờ chú chuyển đổi sang cái khác. Đấy. Đấy. Đấy, phụ kiện cũ thì mình vẫn để nguyên, không động gì vào cả. Rồi. Tiếp theo là mình nói với các bạn, đây là cái bộ van hút sâu các bạn nhá. Đây. Đấy, trước đây các bạn cần cho mình một bộ van hút sâu này. Đấy, sau đó các bạn chuẩn mình bị cho mình là hai cái ống, một cái ống 34 này để đút vào đây này, như này này. Đấy. Một cái ống 27 đút vào đây như này này. Đấy. Đấy, nó như này các bạn nhá. Đấy. Rồi. Đấy, các bạn đó này. Sau đó các bạn đây, để em đúc lại, mình nói lại nhá các bạn nhá. Đây là ở đây là ông ấy yêu cầu mình là lắp gọn đẹp các bạn nhá. Nếu như các bạn không lắp cong vào cũng được, lắp thẳng như này cũng được các bạn nhá. Nhưng lắp thẳng này rất cồng kềnh các bạn nhá. Đấy, cho nên mình phải lắp làm sao để nó gọn, ngắn gọn bằng cái máy bơm các bạn nhá. Đấy. Và đây. Các bạn chuẩn bị cho mình là cút 34 này, hai cái này. Cút 27 hai cái này. T27 121 này một cái này. Côn 3427 một cái này. Gen trong 3434 một cái này. Gen 21 1/2 trong 21 một cái này. Cút 21 một cái này. Đấy. Và hai mẫu ống 34 này. Đấy. Để kết nối cút các bạn nha, hai mẫu ống 27 này. Đấy. Và một cuốn băng tan này, một lọ keo này. Đấy. Một tí mẫu ống 21 này. Đấy, và một con dưa le mình đã chế đây các bạn nhá. Đấy. Rồi, vật liệu chỉ thế thôi. Đấy, mũi khoan để đây, chọc cái gì chọc. Rồi, bây giờ các bạn theo dõi mình làm nhá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp cái chõ trước các bạn nhá. Đấy. Mình thì gọi chõ nhưng nhiều các bạn thì gọi van đấy, mỗi nơi gọi một kiểu khác nhau các bạn nhá. Nhưng mình đây mình gọi là chõ. Gọi là chõ đối lưu các bạn nhá. Chõ đối lưu. Đấy, nhiều nơi gọi, mỗi nơi gọi một kiểu các bạn. Đấy. Đấy, sau đó các bạn gắn đây cho mình. Đấy, như thế nào. Đấy, kèo nó chết đã. Mình hay sử dụng khăn mặt để lau các bạn ạ. Đấy. Tiếp, sau đó mình thì dùng lọ keo các bạn nhá. Keo, có bạn thì dùng hẳn hộp keo to các bạn lấy chổi quét đấy, nhưng mình cứ chơi lọ một thôi. Đấy, gắn đây cho mình như này nhá. Đấy, nó là như này các bạn nhá. Rồi, chờ keo khô đã các bạn nhá. Đấy, sau đó các bạn đúc vào đây cho mình, đo đây, như này kịch tới sáo này. Đấy. Đây như này tới cái đầu sáo các bạn nhá. Đấy, thì mình sẽ cắt ra đến tầm đây. Đấy. Hoặc là các bạn ướm vào máy bơm lại được nhá. Đấy. Đây, sau đó mình sẽ cắt chỗ này. Đây, các bạn cắt hai cái ống này bằng nhau. Nhìn nó đẹp, nó cân nhá. Đây, như này, đây. Mình sẽ lắp ở bên này. Trước hết mình sẽ vào những cái sự kiện này trước các bạn. Những cái đồ này là sẵn ở máy mình không tháo nữa, kệ nó nguyên bản. Một phát, ok, có nước trơn 27. Cái này là hai họng là 3427.
dưới trước đã. Xem bằng nhau chưa đã. Bớt đi một tí. Đấy. Chơi gạo keo ấy à, cũ à. Nó nói chuyện nhưng khán hết cả tiếng. Ngày nào cũng mấy cuộc này. Đây là cút 34 các bạn nha, cút vuông 34 này. Ăn tội gì. Gắn nhìn cho nó vuông vuông. Thử cái dưới chứ. Sao cái như này. Đây nó là như thế. Bùi quá các bạn ạ. À, muốn quay cho các bạn xem nhưng mà rất khó bùi keo. Chặt nhau chưa? Song song nhau chưa? Một loại cút này, này so sánh này, một loại góc vuông, một loại lại tròn tròn, thế nào nhìn nó không vuông lắm, loại góc vuông, loại góc tròn này nó không được vuông lắm. Lắp gọn các bạn nha, các bạn lắp thẳng được nhưng thẳng nó chỉ bớt được hai cái cút 34 được. À một hai cái cút 34, hai cút 27 các bạn nha, nếu lắp thẳng. Đây mình lắp quạt vào đây thì nó gọn hơn, nó chỉ thêm hai cái thôi. Hai cái rơi vào khoảng tầm độ 5.000 thôi. Bởi vì cái máy này nó hai ống song song nhau nó dễ lắp hơn các bạn. Máy kia, cái máy chế kia là nó phải ngang ra đây cơ, nhưng cái này nó song song hết rồi. Đấy. Đấy. Gần gần ok rồi. Phải ăn cái 27 trước nó sẽ như này các bạn nhé. Đấy. Xoay người ra, xoay người không ngồi nhìn một chỗ được rồi. Gắn rồi bôi keo đều, khoáng thật đều à, không nó hở là hơi bị mệt đấy các bạn, không lên được yếu lắm. Đây xem nó sát máy chưa. Như này. Đấy. Ngắm cho nó vuông chưa các bạn nhé. Bạn ngắm cho mình xem nó vuông chưa đấy. Tiếp theo là ống 34, cút 34 nhá. Như này thì quá đơn giản rồi các bạn. Ai cũng có thể làm được. Nếu ai không làm được thì cứ liên hệ mang đây nhá. Địa chỉ là thôn 4 Vũ Quang, Đoan Hùng, Phú Thọ. Số điện thoại là 0975
531702. Facebook, Zalo thì là số đuôi 447, không nhớ rõ lắm. Mình có đặt ở trên tiêu đề này. Số điện thoại phần mô tả. Có số điện thoại phần mô tả. Nếu như các bạn nào mà xem video mà không làm được thì mang đến đây. Mình làm. Thế thôi, tính công. Đơn giản. Không có vấn đề gì cả. Không gây khó dễ cho anh em cả. Đấy. Chỉnh cho nó vuông một tí nha các bạn nha. Nó vuông cả. Đây. Cái phần này xong rồi luôn. Lắp một cái cho này. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra lắp cái chỗ này nữa là xong các bạn nha. Mình là mình cứ dùng tay luôn cho nó dễ. Việt Nam là tính cần cù. Thế bảo mấy anh Tây nhìn thấy là mấy anh Tây khiếp ạ. Đấy, lý do là sao các bạn cắt hai ống bằng nhau là như thế nhá. Đấy, đút vào cho mình. Đấy, phiên bản này là phiên bản con lợn hai họng cho nên mình phải lắp quanh dưới các bạn nhá. Vỡ đốt phát rồi thôi. Đừng lấy búa các bạn. Nhựa thôi. Chắc là cũng ok rồi. Rồi. Sẽ lao đâu. Đấy các bạn thấy gọn không? Đặc điểm nó gọn như này thôi. Kéo khô đã. Xong rồi đoạn cuối. Đoạn quấy đây các bạn nhá. Mới tập cuốn băng tan. Đây, hiện tại là mình đang mới tập cuốn băng tan các bạn nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn đã góp ý. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho em là cách quấn băng tan đúng hay không đúng nhá. Trước hết là cảm ơn các bạn đã góp ý cho em này. Cảm ơn các bác đã đăng ký ủng hộ em nhá. Đây mình sẽ vặn cái gen 3434 nhá. Đấy, sau đó mình sẽ côn thu. Đây nhà chú đấy là dùng côn thu 27 thì như thế này. Mình sẽ chụp vào như này. Chặt thế. Chưa có keo thì nó chặt. Ây da, chết rồi. Mọi khi như vợ với chồng bây giờ lại chặt thế các bạn ơi. Đang cảm ăn phở rồi. Cái kiểu lâu không động đến đây, chán đây. Đấy, cái này hơi dài mình cắt bớt đi một tí. Nay mình không dùng cưa tay nữa, ít cưa dùng cưa tay, rồi toàn chơi cưa máy luôn. Máy cưa bản đấy. Đấy, vậy là phần trọ đã xong các bạn đây nhá. Nếu bạn 34 thì các bạn cắm thẳng 34, mà 27 bạn 27, nếu 21 thì cắm thu côn 21 nhá. Đấy. Vậy là phần trọ của mình đã xong. Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn đến phần T để bắt con dưa le vào các bạn nhá. Đây bắt dưa le. Đấy, ở đây là mình đang dùng T27 thu về 21. Phần chõ trước mình đã gắn xong hết các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ quay gắn phần xả ra của máy. Đấy. Đây.
Ở đây mình dùng cái T là thu 2721 nha. Mình gắn ở đây. Đấy, như con dưa le này mình sẽ cho nó quay vào trong này cho nó đỡ vướng. Mình sẽ cho vuông vào đây. Con này lại thừa nước ướt thế. Chặt thế. Nguyên nút không bạn chặt các bạn. Con này zin vẫn còn trinh. Vẫn còn trinh. Trinh này trinh trinh chồi rau muống mà. Hôm nay rau muống được mùa. Rau muống được mùa, Covid được mùa. Nha. Đây mình lắp dơ le nó cho nó đứng lên. Nếu như lắp ngang này thì không cần phải cút nữa. Đấy. Nếu lắp ngang thì các bạn cắm thẳng luôn như này được. Nhưng mình làm đứng lên nhìn cho nó hoành tráng. Đấy. Đấy, như thế. Đây nó như này. Nó là như thế đấy. Các bạn nhớ là xem theo dõi video của mình từ đầu đến cuối rồi bạn nào cũng có thể làm được nhá. Chứ không phải là phải mua miếc gì cả. Dùng rất tiện luôn các bạn. Cuối cùng mình sẽ gắn một cái con xem nào. Hơi dài. Cắt bớt đi một tí. Cho nó gọn. Lâu lắm ấy, hôm nay mới được buổi nắng đấy. Trời, thời tiết nó mới ủng hộ, nó mới đẹp như này. Còn những video trước mình cứ lắp xong là bắt đầu rời sầm xì, xong bắt đầu là mưa, là vừa. Động là máy bơm là trời mưa. Động máy bơm là rời mưa. Ê! Ok, và mình sẽ gắn con dưa le vào đây nhé. Gió, nó có gió nên quấn hơi khó. Thao tác nhanh phết nhỉ, mới học được quấn băng tan kiểu này đấy các bạn ạ. Nhanh phết nhỉ. Đấy, mình cũng cho một ít keo đây nhá. Vừa trơn vừa kín. Cái gì? Ui giời ơi. Nhìn ngốt quá. Ui giời. Ngốt chưa? Đấy. Ngốt quá. Rồi các bạn theo dõi đi. Đấy, chiêm ngưỡng đi. Lại một lần nữa đi. Cần hết ống đũa rồi làm cái này. Nói cái tre lại cứ nói gì đến đũa. Đũa nó mang tiếng ra lại ở gần nhà máy đũa. Đây là cái đường thật dài các bạn nhé. Thật dài. Rồi, sau đó lên nhà đấy người ta thu ra bao nhiêu thu. Hiện tại mình cứ thu vào 21 để thử test đã nha. Đấy, như thế. Đối điện ra.
Và bây giờ mình sẽ đấu điện ở đây các bạn nha. Đây mình sẽ cởi dây này ra, sẽ đấu vào đây nha các bạn nha. Cái dây nguồn vào là có hai dây các bạn nha, một dây âm và một dây dương, các bạn cắt dây nào cũng được nhá. Trong hai dây thì các bạn cắt dây nào cũng được. Đây mình sẽ lấy theo cái dây đỏ màu của máy đây. Dây còn lại, dây trắng còn lại này mình sẽ buộc vào đây nhá. Buộc giả vào cái chân lúc nãy mình tháo. Đấy. Vì điều kiện xa xôi cho nên là kẹp kia vẫn chưa mua được các bạn, mà ốc kia nó dỉ hết rồi này. Nhìn thấy con ốc này, chắc máy này chắc lâu rồi. Quá dỉ. Úi dồi ôi, kéo nó két chặt rồi. Cuốn băng dính đã. Đấy, sau cùng các bạn cuốn băng dính này cho mình nha. Bởi vì trong này là cái hộp mà nó để tụ, nó có nhiều những cái chân điện nó thò lên này, cuốn vào nó chập phát là e luôn. Tụ chắc thì vẫn để nguyên bản các bạn nhá, không động chạm gì đến tụ. Đấy, các bạn mong rằng các bạn xem cái clip của mình đây thì các bạn sẽ hiểu được phần nào đấy. Ok, xong rồi. Than ốc đâu rồi? Trời ơi. Dụng có thay đã ốc, không nhìn thấy thay ốc đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu vào đây các bạn nha. Ở đây nó có hai tiếp điểm này. Dưới đây này là có hai tiếp điểm các bạn nha. A1, A2 là thường hết nước là máy tự chạy. Đấy, còn B1, B2 hết nước là máy tự ngắt. Thì bây giờ mình sẽ chuyển ngược lại, mình biến nó thành cái con dưa le các bạn nha. Đây. Đây. Dây mình sẽ bắt vào đây. Đấy, các bạn nhớ là cái dưa le này mình chế từ phao điện ra nha. Các bạn nào muốn chế như mình đây thì vào cái kênh Quốc Đồ Chế của mình thì xem, mình sẽ chế chi tiết từ đầu đến cuối nha, các loại dưa le luôn các bạn nhé, các loại luôn đấy chứ không phải một loại đâu. Các bạn xem loại nào mà thấy phù hợp mà mình có thể làm được. Đấy, xong mình vặn vào nhá. Đây là nhà sản xuất không ốc, mình cũng làm thêm cho một con ốc ở đây. Dẻo ghê. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ xách máy đi để test nha các bạn nha. Cái này nó không có quai thôi, mình cứ bê kiểu này tạm nha, để thử thôi, để test nha các bạn nha. Đấy, đây xong hết rồi, đây rồi, mình đã nối. Đây là mình, bây giờ mình sẽ mở nó nước tự do, máy chưa chạy các bạn nha, để xem nó như thế nào các bạn. Đây nha, đây là nước tự do đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, nước chảy tự do đây. Đấy nha các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn chưa. Rồi. Đây nha, máy không hề can thiệp tí nào đây. Vòi nước đây. Quá đây, mở hết cỡ đấy, như này nhá các bạn nhá. Không, các bạn lại bảo mình để test cao 100m, 200m đây, như này các bạn này. Đây này. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm điện vào các bạn nhá. Đấy, cắm điện thử máy bơm xem nó như nào. Đấy. Đấy, các bạn nghe sáo kêu không? Đấy. Đấy, vậy là tắt ơi, bắt đầu mình mở khóa nhá các bạn này. Đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Biết sự lợi hại nó như nào chưa? Đây, mình ngồi đây mình có thể cầm bộ 10 mét đi. Đây. Đây, ngồi tại chỗ mình câu luôn. Đây. Đóng luôn. Mở luôn đây. Đây, nó có thể nhìn rõ đây. Thế là giúp là nó đủ luôn đây. Được chưa? Nào. Anh em xem video nếu để chút là mình lại. Nên là mình xa chẳng như là này.
nóng mà. Đấy. Đấy. Đấy là dưa lê này, dưa lê chế các bạn nhé. Đấy. Đây là hiện tại nếu mình chỉ cần đây các bạn này. Đây này. Đấy. Chỉ cần đấy nhá. Đây. Đấy. Đấy, đóng mở này. Đây là mình đã chửi các bạn nha, cho nên là cái dây này mình cũng để cố định. Đấy. Mở ra. Đóng này. Mở ra. Đóng rồi. Đứng 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 ở đây xịt. Đây, mình sẽ đứng ở đây xịt cho bạn xem nhé. Tưới lên cả vườn lên đây. Úi, gọi gì rồi? Trời ơi, gọi rồi đây. Cái con chi bay rồi nè. Đây là nào, máy rửa xe nào, phù sa được không? Hay chỉ việc tí thôi. Rồi. Rồi. Rồi mình xin nói lại anh em nào có cần chế cháo về máy chế rau rửa xe tắm cây tại gia đình thì anh em cứ mang máy đến nhà mình nhá, mình sẽ chế cho các bạn hoàn chỉnh như thế này các bạn nhá. Sản phẩm của mình là nó như đây. Đây có thể dây chân vượt các bạn, mình đóng hai bên dép đây rồi. Rồi video clip của mình kết thúc tại đây. Đấy, các bạn xem video nhớ like này, subscribe này, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh mình nhá. Rồi tiếp tục thử phát nữa. Rồi tưới luôn hẳn ngọn mít nhá. Rồi. Rồi. Ok. Rồi chào tất cả mọi người. Đấy, trời. Đỉnh cao đấy. Không phải đơn giản.